Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Ngẫm TV. Xin cảm ơn quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đây là lời cảnh báo từ chính Đức Chúa Trời, không phải từ bất kỳ con người nào, không phải chỉ vì châm hay bất kỳ lãnh đạo nào. Đây là về đấng toàn năng, đấng ngự trên ngôi, đấng tạo dựng nên vũ trụ, người nắm giữ mọi quyền năng và thẩm quyền. Ý muốn của Ngài đã được thực hiện trên trái đất một lần nữa, như là trên thiên đàng, kẻ thù giờ đây đã bị đánh bại, và đây là chiến thắng của ngài chiến thắng của chúa lời tiên tri đã được ứng nghiệm từ đầu khi mà các nhà tiên tri trên khắp thế giới đã dũng cảm tuyên bố về khoảnh khắc này bày tỏ về kế hoạch của chúa cho cuộc bầu cử này hỡi dân của chúa các bạn có thể nghĩ đây là chiến thắng của một lãnh đạo nhưng đây không chỉ là chiến thắng của con người đây là chiến thắng của đức chúa trời là chiến thắng của mọi tín hữu đã trung tín cầu nguyện đứng ra tin tưởng nơi chúa mỗi giọt nước mắt mỗi lời cầu nguyện và mỗi tiếng kêu đòi công lý và sự công chính đã đến tay của cha thiên thượng của chúng ta. Và Ngài đã đáp lại một cách mạnh mẽ, nếu như các bạn đồng ý với những lời này, xin hãy chia sẻ những lời này với tất cả mọi người trong danh sách liên lạc của các bạn. Dù họ là thành viên trong gia đình hay là bạn bè, hãy yêu cầu họ chia sẻ những lời này và cảm tạ Chúa vì Ngài đang hành động mạnh mẽ để cứu nước Mỹ và thức tỉnh dân của Ngài khắp trên thế giới. Chúng ta đang chờ đợi rất lâu cho ngày này. Nhiều người đã lo lắng sợ hãi vì những gì có thể xảy ra bởi chúng ta đã thấy những gì kẻ thù đã làm trong những năm qua. Những cuộc tấn công và sự phá hủy đất nước này trong nhiều tuần, nhiều tháng. Những người trung tính đã không ngừng cầu nguyện dâng lên quốc gia trước mặt Chúa, kêu cầu Ngài can thiệp cho sự thịnh vượng và phục hồi của nước Mỹ. Hỡi dân Chúa hãy nghe điều này. Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta, ý muốn của Ngài được thực hiện trong cuộc bầu cử này và đã đến lúc chúng ta nhận ra bàn tay của ngài đang hành động ngay từ đầu chúng ta đã thấy bàn tay quyền năng của chúa trong cuộc bầu cử này từ những ngày đầu của mùa bầu cử ăn sủng của chúa đã ở trên cuộc hành trình bảo vệ hướng dẫn và mở đường cho những người ngài đã chọn thế giới đã chứng kiến khi chúa cứu mạng chum ở pennsylvania một phép lạ ngay trước mắt của chúng ta đây không phải là sự trùng hợp không phải là sự ngẫu nhiên đây là sự can thiệp của chúa cho thấy bàn tay của Ngài đang ở trên cuộc bầu cử này và mục đích của Ngài đang được hoàn thành. Chúng tôi đã nhận được nhiều lời từ Chúa về Donald Trump trong vài tháng qua và mỗi một lời đó đều đã được ứng nghiệm bởi vì đây là những lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ lại câu chuyện của Daniel trong Kinh Thánh, một lời nhắc nhở về bàn tay tối cao của Chúa. Hãy nhớ đến Daniel trong triều đại của Babylon khi Chúa đặt Daniel giữa các vị vua và cả nhà cả chị. Điều đó không phải vì vinh quang của Daniel cũng không phải do các nhà cai trị quyết định mà đó là ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện cũng như là Ngài đã can thiệp. Khi xưa đặt người của Ngài đã chọn vào đúng vị trí để hoàn thành mục đích của Ngài thì hôm nay Ngài cũng đang hoàn thành việc Daniel ở trong một dương quốc. Ngoại bang đã đem ánh sáng và sự thật đến một vùng đất tăm tối và ngày nay Chúa cũng đã đặt người của Ngài chọn vì mục đích vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Hãy nhớ rằng chiến thắng chỉ thuộc về Chúa. hở dân của Chúa đừng bao giờ quên rằng đây là công việc của Đức Chúa Trời. Cuộc bầu cử này, kết quả này, những khoảnh khắc lịch sử này đều nằm dưới sự kiểm soát của Ngài. Thế gian có thể nhìn vào và nói rằng một nhà lãnh đạo đã chiến thắng. Nhưng chúng ta biết sự thật thì Đức Chúa Trời đã chiến thắng và kế hoạch của Ngài đang được hoàn thành không quyền lực nào của bóng tối. Có thể chống lại điều này, kẻ thù đã cố gắng nhưng hắn đã thất bại vì đây là chiến thắng của Chúa. Và hôm nay chúng tôi khẳng cầu mỗi con cái của Chúa, mỗi linh hồn trung thành đã cầu nguyện và tin tưởng. Hãy cùng nhau các tiếng tạ ơn Chúa, cảm ơn Ngài vì bàn tay quyền lực của Ngài, cảm ơn Ngài vì mọi lời cầu nguyện đã được đáp lời. Cảm ơn Ngài vì mọi trận chiến, Ngài đã chiến đấu thay cho chúng ta. Đây là thời điểm để vui mừng, thời điểm để nhận ra rằng Ngài đang kiểm soát mọi sự ngay bây giờ toàn đội của chúng tôi trong bộ chúa chờ sẽ cầu nguyện lời tạ ơn đến đức chúa chờ chúng tôi xin mời tất cả mọi người đang có mặt ở đây ngay lúc này dừng lại mọi việc mình đang làm và cùng chúng tôi trong lời cầu nguyện này lại đức chúa chờ toàn năng cha thiên thượng của chúng con hôm nay chúng con đến trước mặt ngài với tấm lòng đầy lòng biết ơn và sự kính sợ chúng con chỉ biết có ngài là đáng được cả ngợ và vinh quang vinh dự ngài là vua của các vua và Chúa của các Chúa đắng cai trị toàn cõi tạo vật và chúng con đứng trong sự tôn kính trước các công việc quyền năng của Ngài. Hôm nay chúng con mừng chiến thắng của Ngài vì Ngài đã can thiệp và hoàn thành ý muốn của Ngài trong cuộc bầu cử này. Đây không phải là chiến thắng của con người mà là chiến thắng của Đức Chúa Trời. Chúng con nhận ra rằng chính là bàn tay của Ngài, quyền năng của Ngài và mục đích thiêng liêng của Ngài đã được thực hiện. Cảm ơn Chúa vì lòng thương xót và ăn điển của Ngài dành cho đất nước này. Ôi Chúa, chúng con nhớ đến những lời cầu nguyện đã được dâng lên, những tiếng kêu đã vọng đến Ngài. Ngài đêm khẳng cầu cho sự công chính, cho công lý và ý muốn thiên liêng của Ngài đã được thực hiện trên đất. Cũng như trên trời, Ngài đã nghe mọi lời cầu nguyện, thấy mọi tấm lòng và đã đáp lại theo cách khiến cho chúng con cảm thấy khiêm nhường và ngạc nhiên. Chúng con biết rằng chúng con đang phụng sự một đức chúa trời, hàng sống đáng thấy, đáng nghe và đáng hành động theo ý muốn hoàn hảo của Ngài. Cảm ơn cha vì đã bảo vệ lãnh đạo của chúng con, vì đã dẫn dắt Ngài và vì đã cho chúng con thấy rằng chiến thắng không phải nhờ vào sức mạnh hay là trí tệ. Con người mà nhờ thánh linh của Ngài, Ngài đã ban cho chúng con một dấu hiệu. Chúa ơi, một lời nhắc nhở rõ ràng và không thể phủ nhận rằng Ngài đang kiểm soát, Ngài không phải là một đức chúa trời xa cách mà là một đấng hiện diện và đang hành động thay cho dân của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa vì những lời tiên tri mà các đầy tớ của Ngài trên khắp thế giới đã nói ra. Họ đã tuyên bố ý muốn của Ngài một cách mạnh dạn và hôm nay chúng con thấy những lời nói đó được ứng nghiệm. Ngay trước mắt, cảm ơn Ngài vì đã phán qua các lời tiên tri của Ngài và dẫn dắt chúng con qua các khải tượng, giác mơ. Chúng con dâng lời tạ ơn Chúa vì sự bình an thành dượng mà Ngài đã mang đến cho đất nước này. Cảm ơn Ngài vì đã nghe những tiếng khóc của dân Ngài, những người không chỉ cầu nguyện cho một lãnh đạo mà còn cho một tương lai tôn vinh. Ngài đã đi theo đường lối của Ngài và giữ vững lẽ thật của Ngài. Cảm ơn Ngài vì đã quay mặt về phía của chúng con và ban phước cho chúng con với chiến thắng này. Lạy Chúa, chúng con biết ơn vì những người chúng tính đã kiên định trong lời cầu nguyện không ngừng tin tưởng và quyền năng của Ngài và chờ đợi thời điểm của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì mọi phép lạ của Ngài đã làm trong mùa này. Chúng con nhớ những khoảnh khắc tưởng tượng như là mắt hy vọng khi kẻ thù dường như đã chiếm thế thượng phong. Nhưng Ngài đã cho chúng con thấy rằng Ngài lớn hơn rằng Ngài là Đức Chúa Chờ của những điều không thể và rằng không có điều gì có thể chống lại Ngài. Cảm ơn Ngài vì mọi khoảnh khắc này bày tỏ sức mạnh của mình. Mỗi lúc Ngài nhắc nhở chúng con rằng Ngài là đắng tối cao và mọi thời điểm khi Ngài ban cho chúng con sự can đảm, và đức tin lại Chúa chúng con cảm tạ vì sự bảo vệ của Ngài trong suốt quá trình bầu cử này. Ngay từ lúc bắt đầu, Ngài đã che chở chúng con khỏi những mưu kế của kẻ thù. Ngài đã phá bỏ đi mọi nỗ lực nhằm lừa dối, gây gói và làm suy yếu kế hoạch của Ngài. Chúng con đã thấy bàn tay bảo vệ của Ngài, lại Chúa. Chúng con dâng Ngài mọi vinh quang, ôi đức Chúa chờ chúng con. Ca ngợi Ngài vì sự khôn ngoan và chiến lược thần thánh của Ngài vì đã sắp xếp mọi việc theo cách mà chúng con không thể hiểu hết được ngài là đắng lên kế hoạch tối cao là đắng nắm giữ tương lai trong tay của mình và chúng con tin tưởng vào kế hoạch của ngài biết rằng đó là kế hoạch tốt lành hoàn hảo vượt xa sự hiểu biết của chúng con cảm tạ chúa vì đã dẫn dắt chúng con cho chúng con thấy một phần ý định của ngài cho chúng con biết rằng Ngài luôn đi trước chúng con một bước khi chúng con cảm tạ về kết quả của cuộc bầu cử này. Chúng con cũng cầu xin sự bền bỉ, lòng can đảm và lòng trung thành. Tiếp tục xin giúp chúng con đứng vững trong đức tin, bước đi trong lẽ thật của Ngài và mang ánh sáng của Ngài đến cho thế gian. Chúng con biết rằng công việc chưa hoàn tất nhưng chúng con sẵn sàng bước theo Ngài, phục vụ Ngài và trở thành công cụ của tình yêu lẽ thật, quyền năng của Ngài. Cha ơi, chúng con nhận ra rằng chúng con không xứng đáng với ăn điển lớn lao này. Nhiều lần chúng con đã thất bại nhưng Ngài vẫn chọn ban phước đáp lời và bài tỏ vinh quang của Ngài. Giữa chúng con cảm ơn Ngài vì lòng thương xót bao phủ chúng con, vì tình yêu nuôi dưỡng chúng con và vì ăn điển ban sức mạnh cho chúng con. Chúng con thật khiêm nhường Chúa ơi và chúng con nguyện sống xứng lời tôn vinh Ngài trong mọi việc chúng con làm và nâng cao danh của Ngài trên hết. Mọi sự lại Chúa xin cho chiến thắng này là một lời nhắc nhở cho thế gian rằng Ngài là Đức Chúa chờ hàng sống, rằng lời của Ngài không bao giờ là thất bại, rằng tình yêu của Ngài tồn tại mãi mãi, xin cho các dân tộc thấy cho mọi người hiểu và cho mọi lòng hướng về Ngài. Chiến thắng này là một bằng chứng về sự vĩ đại, trung thành và tình yêu bất diệt của Ngài. Trong khoảnh khắc tạ ơn này, chúng con cũng cầu nguyện xin sự khôn ngoan cho những người mà Ngài đã đặt lên lãnh đạo, xin hướng dẫn họ, bảo vệ họ và đổ đầy thánh linh của Ngài vào họ, nguyện họ lãnh đạo với sự chính trực, công chính và một tấm lòng, tìm kiếm Ngài, lại Chúa xin ý muốn của Ngài tiếp tục được thực hiện trên đất nước này, và xin cho danh Ngài được tôn cao trên hết mọi sự. Giờ đây, Chúa ơi, chúng con dâng lên Ngài lời khen thờ phượng, và tạ ơn Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con và chúng con là dân của Ngài. Chúng con yêu mến Ngài, tôn vinh Ngài và nguyện dân hiến chiến thắng này cho Ngài. Nguyện nước Ngài đến với ý muốn của Ngài được thực hiện trên đất cũng như là trên trời. Dân lên vua của các vua chúa, của các chúa đắng trị gì mãi mãi trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Chúng con cầu nguyện và tạ ơn Ngài. Và video đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thấy hay xin hãy cho một like và một chia sẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.